Thưa quý vị, đi tìm ẩn số, chúng ta có thể tìm được cái thời điểm quan trọng nhất và quyết định đạt được giá trị cao nhất. Hãy cùng nhau bước vào chương trình Đi tìm ẩn số. Thưa quý vị, Đi tìm ẩn số do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Kiết Tường thực hiện. Chương trình này được sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia Định. Thưa quý vị, đến với Đi tìm ẩn số, quý vị, các bạn cùng chúng tôi hãy tìm xem khám phá chiếc cặp có giá trị 100 triệu đồng. Thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ 26 chiếc cặp do 26 người mẫu mang theo chứa đựng 26 ẩn số. Nào, xin mời. Thưa quý vị và các bạn, đi tìm ẩn số chúng ta cần 26 thí sinh. Hiện nay ban tổ chức chỉ tuyển chọn 21 người, 5 người còn lại ở đâu? Thưa quý vị, đây là những ẩn số đầu tiên của chương trình. Chúng tôi sẽ tuyển chọn bất kỳ từ hàng ghế của quý vị khán giả. Và thưa quý vị, nếu số quý vị trùng khớp với số trên màn hình, quý vị sẽ là thí sinh may mắn của chương trình. Bây giờ xin mời phòng máy bắt đầu lựa chọn 4 khán giả may mắn đầu tiên. Khối 4, hàng thứ 3. Chúc mừng! Chúng ta cùng tiếp tục tìm thêm thí sinh thứ 26. Xin mời phòng máy! Khối 2, hàng 4 và ghế số 2. Chúc mừng! Yeah! Chào mừng quý vị, các bạn đang đến với vòng 1 của chương trình Đi tìm ẩn số. Quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đã có đầy đủ 26 thí sinh. Họ sẽ trải qua vòng 1 với 5 câu hỏi. 5 câu hỏi này thuộc nhiều lĩnh vực rất khác nhau. Và khi nghe xong câu hỏi, thời gian để chọn các đáp án A, B, C hoặc là D để bấm bàn phím là 5 giây. Cách tính điểm rất đơn giản. Thí dụ trong câu trả lời có 25 thí sinh đáp đúng, 1 thí sinh đáp sai, thì 25 thí sinh đáp đúng đó 1 điểm. Và ngược lại, nếu như có 25 thí sinh đáp sai mà 1 người duy nhất đáp đúng, người duy nhất ấy được 25 điểm. Và cuối cùng sau 5 câu hỏi, 2 thí sinh cao điểm nhất sẽ là hai thí sinh chiến thắng bước vào vòng thi thứ hai. Và bây giờ tất cả 26 thí sinh có lẽ cũng đang hồi hộp. Hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cổ vũ tinh thần cho họ. Câu hỏi thứ nhất: lưỡi rắn phân thành mấy nhánh? A, 2 nhánh. B, 3 nhánh. C, 4 nhánh. Và D, 5 nhánh. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, theo các nhà động vật học người Mỹ thì lưỡi của rắn không chỉ là cơ quan vị giác mà còn là một công cụ định vị đặc biệt như hai tay của con người. Tức là rắn dựa vào hai nhánh cạnh lưỡi để định vị trí của con mồi. Chính vì vậy A là đáp án chính xác. Hai mươi một thí sinh đáp đúng, 5 thí sinh đáp sai. Như vậy 21 thí sinh đáp đúng, mỗi người được 5 điểm. Và trong số 21 thí sinh ấy có 2 thí sinh nhanh tay bấm bàn phím. Xin được giới thiệu về họ. Đó là thí sinh Như Trang. Chúc mừng. Người đứng nhì bảng đó là bạn Ngọc
Anh. Chúc mừng. Câu hỏi thứ hai như sau. World Cup lần đầu tiên được tổ chức vào năm nào? A năm 1920, B năm 1930, C năm 1940 và D năm 1950. 5 giây bắt đầu. Giải bóng đá vô địch thế giới lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1930. Như vậy B là đáp án chính xác. 14 người đáp đúng và 12 người đáp sai. 14 người đáp đúng ấy mỗi người được 12 điểm. Chúc mừng. Câu hỏi thứ ba. Khi mới thành lập ASEAN bao gồm bao nhiêu quốc gia? A 5 quốc gia, B 7 quốc gia, C 9 quốc gia và D 10 quốc gia. 5 giây bắt đầu. Lúc đầu tổ chức ASEAN mới có 5 quốc gia, đó là Vương quốc Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore. Đến năm 1994 có thêm Brunei. Đến năm 1995 Việt Nam tham gia. Năm 1997 Myanmar và Lào. Và đến năm 1999 là Campuchia. Như vậy A là đáp án chính xác. Có 9 thí sinh đáp đúng, 17 thí sinh đáp sai. Như vậy, mỗi người đáp đúng được 17 điểm. Câu hỏi tiếp theo thuộc lĩnh vực lịch sử Việt Nam. Vị tướng nào đã nói: ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc? A. Lý Thường Kiệt, B. Trần Bình Trọng, C. Nguyễn Huệ và D. Trần Quốc Toản. 5 giây bắt đầu. Trận đánh giặc Mông Nguyên chẳng may Trần Bình Trọng bị giặc bắt. Chúng ra sức dụ dỗ nhưng ông vẫn không hé nửa lời. Cuối cùng giặc hỏi: có muốn làm vương đất Bắc hay không? Ông đã nói: ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Thưa quý vị, Trần Bình Trọng, đáp án B là đáp án chính xác. Có 11 thí sinh đáp đúng và 15 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được 15 điểm. Trước khi bước sang câu hỏi thứ 5, chúng tôi tạm thời tổng kết tất cả các số điểm của 26 thí sinh và nêu tên 4 thí sinh cao điểm nhất đứng đầu bảng. Đó là bạn Tùng Anh, 49 điểm. Chúc mừng. Vị trí nhì bảng thuộc về thí sinh Đặng Huy cùng 49 điểm. Chúc mừng. Vị trí thứ ba thuộc về bạn Ngọc Anh, 37 điểm. Và vị trí thứ tư thuộc về thí sinh Mạnh Quân cùng 37 điểm. Chúc mừng. Thưa quý vị, bốn thứ hạng trên sẽ còn thay đổi bởi vì trước mắt chúng ta là câu hỏi thứ 5. Kỳ quan nào thuộc thành phố New York? A. Cầu Golden Gate, B. Đồng hồ Big Ben, C. Tháp Eiffel và D. Tòa nhà Empire State. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, cầu Golden Gate nổi tiếng thế giới là kỳ quan của thành phố ở San Francisco. Đồng hồ Big Ben thì ở Anh, tháp Eiffel ở Pháp và một trong những tòa nhà cao nhất thế giới hơn 40 năm qua đó là Empire State nằm ở thành phố New York. Như vậy, D là đáp án chính xác. Trong câu hỏi vừa rồi chúng tôi nhận thấy có 11 thí sinh đáp đúng và 15 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được 15 điểm. Thưa quý vị, và bây giờ giây phút chờ đợi gần kề và cũng rất hồi hộp. Hai thí sinh cao điểm nhất
bước vào vòng thi tiếp theo. Xin được công bố. Chúc mừng Tùng Anh 64 điểm. Yeah! Và người chiến thắng thứ hai đứng nhì bảng đó là bạn Đặng Huy cùng 64 điểm. Chúc mừng. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng 2 của chương trình Đi tìm ẩn số. Hai thí sinh cao điểm nhất trong số 26 thí sinh đã có mặt của vòng 2. Xin mời hai bạn tự giới thiệu về mình. Xin mời. Xin chào quý vị khán giả, tôi tên là Nguyễn Tùng Anh. Thì lý do đến với chương trình Đi tìm ẩn số đó là tôi rất là thích chương trình này và tôi thường xuyên theo dõi trên TV. Và hôm nay tôi cũng chỉ đến với một tư cách là một khán giả và rất là may mắn tôi được chọn lên trong chương trình khán giả may mắn. Và lại may mắn hơn nữa là tôi lại được lên đứng ở đây để tham gia cái phép tính nhẩm này. Xin quý vị hãy cổ động cho tôi, xin cảm ơn. Bây giờ chúng ta cùng làm quen với thành viên thứ hai, xin mời bạn. Xin chào quý vị khán giả, tôi tên là Đặng Huy, là sinh viên năm 3 của trường đại học Marketing. Thưa quý vị và các bạn, và tôi biết các thí sinh của chúng ta rất hồi hộp khi bước trên bục ở đây. Và những trao đổi vừa rồi, hy vọng họ sẽ lấy lại tự tin và bình tĩnh để cùng có thể quyết định nhận giải thưởng cố định trị giá 3 triệu đồng dành cho hai người cao điểm nhất bước vào vòng thi này. Giải thưởng thì có một, không thể chia đôi mà có thể hai người nhận. Thế làm cách nào? Trong vòng thời gian 5 giây đèn tối xuống, ai bấm bàn phím trước, chuông đỏ đèn lên, người ấy sẽ là người nhận giải thưởng cố định 3 triệu đồng và ra về không cần phải quan tâm đến những con số tiếp theo. Và nếu như từ chối giải thưởng cố định thì sẽ không có cơ hội để quay lại nhận giải thưởng này sau đó. Bây giờ cơ hội nhận giải thưởng cố định đã đến gần kề với hai thí sinh của chúng ta. Mời hai bạn chuẩn bị, đèn từ từ tối xuống. 5 giây giải thưởng cố định bắt đầu. Hãy bấm bàn phím để giành 3 triệu đồng giải thưởng cố định. Xin mời. Và thời gian đã hết, hai thí sinh quyết định đi tiếp, cho một tràng pháo tay cổ vũ. Thưa quý vị, như vậy khi từ chối giải thưởng cố định, trường hợp thứ hai xảy ra, hai thí sinh của chúng ta sẽ nhìn một đề toán hiển thị trên màn hình, sau đó tính nhẩm thật mau và đã có đáp án, bấm bàn phím đèn sáng lên và nói ngay kết quả. Và nếu như nói đúng sẽ là người chiến thắng. Trong trường hợp giành quyền ưu tiên, đáp sai, người còn lại sẽ là người chiến thắng. Cũng có trường hợp xảy ra bấm bàn phím đèn chưa sáng hoặc là bấm hụt cái vội vàng nói ngay, kết quả ấy không được công nhận. Bây giờ điều kiện dành cho hai thí sinh như nhau. Chúng tôi xin mời hai thí sinh hướng về màn hình cùng xem đề toán và chuẩn bị. Màn hình bắt đầu hiển thị. 76 chia 2 cộng mấy thì bằng 50. Hết. Xin mời bạn Tùng. 18. 18 là một đáp án chưa chính xác. Rất tiếc, đáp án chính xác khi 76 chia 2 cộng 12 thì mới bằng 50. Không sao cả, bạn có thể trở về vị trí trên kia và xin chúc mừng. Chúc mừng bạn Huy là người chiến thắng. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng thi đặc biệt của chương trình Đi tìm ẩn số. Quý vị các bạn thân mến, bạn Đặng Huy là người may mắn bước vào vòng thi đặc biệt này. Bạn cho biết cảm tưởng của bạn lúc này như thế nào? Dạ rất là tự tin. Bạn sẽ càng tự tin hơn nữa khi có người thân hỗ trợ. Hãy giới thiệu người thân của mình. Người đi hỗ trợ cho tôi hôm nay là mẹ tôi. Dạ, tôi tên là Kim Oanh, là giáo viên trường mầm non 19 ở quận Bình Thạnh. Thế cô đã có thâm niên trong nghề bao nhiêu năm ạ? Dạ, tính năm làm năm 82 đến giờ là được 25 năm rồi. Vậy thì cô có thể hát một bài thiếu nhi để tặng quý vị khán giả được không ạ? Các bạn sẽ hòa nhiệt vỗ tay theo cho cô đó. Huy hát phụ mẹ nha. Để mừng cho con tôi hôm nay được lên vòng đặc biệt thì tôi xin hát một bài thường thôi. Dạ. Cháu lên ba. Quá tuyệt vời. Cháu lên ba, cháu vô màu dao. Cô thương cháu thì cháu không khóc nhẹ. Không khóc nhẹ để mẹ lên nương rẫy. Cha vào nhà may, ông bà vui cay cày. La 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 la.
Bây giờ thì bạn có thể giữ lại chiếc cặp ban đầu ở vị trí số 18 của mình, hoặc đổi bất kỳ cặp nào tùy ý. Tôi xin chọn cặp số 20 ạ. Cặp số 20, tại sao ạ? Vì người mẫu hay là vì cái cặp? Không, cái số 20 là ngày sinh của tôi ạ. À, số 20 là ngày sinh. Xin mời bạn Quân Nhi mang cặp ngày sinh 20 vào vị trí cho bạn Đạt Huy. Và chiếc cặp số 20 này sẽ được giữ cho đến bao giờ có thể. Và chúng tôi xin được giới thiệu, tất cả những giá tiền nằm trong cặp đang hiển thị trên màn hình. Không biết cặp nào giá trị bao nhiêu, nằm ở đâu, các người mẫu, các khán giả cũng như người dẫn chương trình đều không biết. Và chúng ta sẽ biết khi mở đến chiếc cặp cuối cùng mà thôi. Và nếu như bạn thấy thời điểm nào phù hợp, thích hợp, bạn có thể bán chiếc cặp này cho ngân hàng để được an toàn nhất. Người ta gọi là dừng lại đúng lúc. Đôi khi bạn vội vàng hay là lo sợ dừng lại quá sớm, bạn phải hối tiếc vì mình được quá ít. Nhưng mà vì muốn được thật nhiều, mình dừng lại quá muộn thì không được như ý. Cho nên dừng lại đúng lúc, đó là sự cảm nhận của chính cá nhân bạn. Và hơn thế nữa, có người mẹ sẽ hỗ trợ cho bạn hết mình. Trong chương trình hôm nay, không biết Đặng Huy thích phiêu lưu, mạo hiểm tới cùng hay là pha chút cẩn trọng, suy tính? Dạ, pha chút cẩn trọng, suy tính để dùng dần đúng lúc. Thưa quý vị, và đó là chiến lược của bạn Huy. Bạn sẽ sẵn sàng cho 6 cặp đầu tiên. Hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cổ vũ tinh thần cho Đặng Huy. Bắt đầu. Tôi xin chọn chiếc cặp số 3. Tại sao bạn quyết định số 3? Bạn sinh ngày 20 tháng 3? Dạ không, tháng 11 ạ. À, vậy tháng 3 chữ số 3 là sao ạ? Dạ, chọn chiếc cặp từ nhỏ đến lớn chứ. Số 3, Thủy Tiên sẵn sàng. Từ từ, mở. 1 triệu đồng thôi. Dạ, yeah, một khởi đầu tương đối tới đẹp. Đặng Huy thân mến, khám phá số nhỏ đi tiếp như số lớn, còn 5 cặp nữa, xin mời bạn. Tôi xin chọn chiếc cặp số 7. Lần này là cặp số 7, chúng tôi xin được mời bạn Bảo Thi chuẩn bị. Cặp số 7 sẵn sàng và mở. 2 triệu đồng thôi. 21 triệu rồi, đến 2 triệu. Bây giờ còn 4 cặp nữa, tiếp tục, đây là cặp số mấy ạ? Chiếc cặp số 10 ạ. Lần này sẽ là cặp số 10, chúng tôi xin mời bạn Cẩm Thu chuẩn bị. Cặp số 10 có kết quả bên trong là 10. 500.000 đồng thôi. Quá may mắn. Yeah, tiếp tục, bạn còn 3 cặp nữa, xin mời. Chiếc cặp số 13. Lần này sẽ cặp số 13, bạn Hoài Phương chuẩn bị. Cặp 13 kết quả là bao nhiêu? Chà, số 13 người ta nói hay nhá. Bạn có ngại không ạ? Dạ không. Không ngại, số 13 mở luôn. 4 triệu đồng thôi, không có gì đáng quan tâm lắm. Tiếp tục, còn 2 cặp nữa. Tôi xin chọn với cặp số 15. Chuẩn bị, cặp 15 có giá trị là bao nhiêu? Chúng ta cùng khám phá ẩn số bên trong đó là 7.500 đô đầu. Yeah, quá may mắn và may mắn. Tiếp tục, còn một cặp nữa thôi, xin mời bạn hãy chọn lựa. Xin chọn với cặp số 18. Bạn Nguyễn Phương Thảo chuẩn bị. Kết quả của cặp 18 của đợt đầu tiên này cũng là cặp cuối cùng trước khi ngân hàng chào giá có giá trị là 10 triệu đồng. Đây là con số lớn nhất trong số 5 dãy số, không có gì đáng quan tâm. Ngân hàng sẽ chào mua ngay sau đây. Đợt đầu tiên chiếc cặp số 20 của bạn, chuẩn bị. Chúng tôi xin chào đại diện của ngân hàng gia đình đã có mặt ạ. Kết quả như thế nào? Vâng, xin cảm ơn đại diện của ngân hàng. Ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 20 trong giai đoạn này là 550.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Không chấp nhận, đi tiếp. Bạn sẽ có cơ hội mở 5 cặp nữa. Xin chọn chiếc cặp số 25. Bạn Bích Tuyền chuẩn bị. Cặp 25 có giá trị bao nhiêu? Chúng ta cùng xem. 5 triệu đồng thôi. Yeah. Tiếp tục, còn 4 cặp nữa. Chọn chiếc cặp số 23. Bạn Tuyết Nga chuẩn bị. Giá trị của cặp 23, ẩn số của nó là 75.000 đồng. Wow, quá may mắn luôn. Wow, còn 3 cặp nữa, hãy tiếp tục lựa chọn. Chọn chiếc cặp số 11. Người mẫu Ngô Phương Thảo chuẩn bị. Cặp 11 có giá trị là thế nào? Chúng ta cùng chờ xem. 1.000 đồng thôi, chúc mừng. Bạn sẽ có cơ hội mở 2 cặp nữa. Chọn chiếc cặp số 16. Bạn Thiên Thanh chuẩn bị. Chúng ta cùng chơi xem chiếc cặp số 16 là giá trị bao nhiêu. 25 triệu đồng. Quay
phải là số 50 hay 100 triệu. Giữ lại hai con số lớn em nha. Còn một cặp nữa. Chọn với cặp số 1. Lê Hằng chuẩn bị. Ẩn số trong cặp số 1 có giá trị là 15 triệu đồng. Ngân hàng chào giá. Chúng tôi nghe. Xin cảm ơn ngân hàng rất nhiều. Ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 20 giai đoạn này là 1.700.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Bạn sẽ có cơ hội mở 4 cặp nữa. Xin chọn chiếc cặp số 5. Kim ngưỡng chuẩn bị. Giá trị của cặp số 5 là bao nhiêu? Chúng ta cùng chờ xem. $1.500.000. Rồi tiếp tục còn 3 cặp nữa. Chọn chiếc cặp số 12. Cặp 12 đã sẵn sàng. Kết quả là 100 triệu đồng. Rồi hơi đáng ra cần phải giữ lại. Em nghĩ gì phút giây này? Khi 100 triệu đáng ra không mở mà nó bị mở. Vẫn còn chiếc cặp 50 triệu ạ. À, vẫn còn giữ niềm tin với chiếc cặp 50 triệu. Cẩn thận em nhé, còn 2 cặp nữa. Chọn chiếc cặp số 19. Bảo Vân chuẩn bị. 3 triệu đồng thôi, không cần đâu. Còn 1 cặp nữa thôi, ngân hàng chào giá. Chọn chiếc cặp số 2. Phường Quyên chuẩn bị. Kết quả cặp số 2 có giá tiền là 25.000. Wow. Ngay bây giờ thì ngân hàng sẽ chào giá. Alo, chúng tôi nghe. Vâng, xin cảm ơn đại diện của ngân hàng. Ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 20 giai đoạn này là 1.400.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Bạn sẽ có cơ hội mở 3 cặp nữa. Chọn chiếc cặp số 26. Là cặp cuối cùng trong các dãy số. Xin mời Bích Trang chuẩn bị. 20.000 đồng. Còn 2 cặp nữa. Chọn chiếc cặp số 14. Xin mời bạn Phương Ngân chuẩn bị. 50.000 đồng. Quá may mắn, quá may mắn luôn. Còn 1 cặp nữa thôi, ngân hàng sẽ chào giá. Chọn chiếc cặp số 22. Anh Thư chuẩn bị. 22 đã sẵn sàng, chúng ta cùng xem. 1.250.000 đồng. Chúc mừng, ngân hàng chào giá. Alo. Vâng, xin cảm ơn ngân hàng. Ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 20 giai đoạn này là 3.300.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Chỉ cần 2 cặp nữa thôi, ngân hàng chào giá. Chọn chiếc cặp số 4. Xin mời thí sinh ngồi ở vị trí số 4 dự đoán. Tôi tên Ngọc Anh, tôi đoán chiếc cặp số 4 giá là 20 triệu đồng. Ngọc Anh thân mến, nếu bạn đoán đúng, tiền thưởng dành cho bạn sẽ là 1.200.000 đồng. Chúng tôi xin mời bạn Phương Thùy cho xem kết quả. 50 triệu đồng, không phải 20 rồi Ngọc Anh ơi. Rất tiếc, đây là số 50 được mở ra. Nhưng vẫn còn 20 đúng không nào? Biết đâu 20 nằm đây, số 20 cũng là 20 triệu. Không có gì phải hồi hộp, lo lắng lắm. Còn 1 cặp nữa. Xin chọn chiếc cặp số 6. Chúng tôi xin mời thí sinh ngồi vị trí số 6 dự đoán. Ừ,
tên là Đại Hội, tôi liền đón cặp số 6 là 20 triệu. Anh Đại Hội đón cặp số 6 là 20 triệu. Anh sẽ mừng như hội nếu anh trùng khớp khi được mở ra tiền thưởng 5 triệu đồng đồng lại nhé. Cặp số 6, Kim Uyên sẵn sàng. 2.500 đồng. Rất tiếc anh Hội đón chưa chính xác. Ngân hàng chào giá. Alo, chúng tôi nghe. Ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 20 giai đoạn này là 1.600.000 đồng. Vì những con số lớn đã mất đi mà con số nhỏ thì còn quá nhiều. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Một cặp nữa thôi, ngân hàng sẽ chào giá. Xin chọn chiếc cặp số 9. Vị trí số 9 dự đoán. Tên là Nguyễn Thị Kim, tôi xin đón cặp số 9 là 5.000 đồng. Bạn Kim thân mến, nếu bạn đoán đúng, tiền thưởng dành cho bạn giai đoạn này là 800.000 đồng. Minh Thảo chuẩn bị. Cho một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần. 10.000 đồng, như vậy 5.000. Ngân hàng chào giá. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn đại diện của ngân hàng. Ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 20 giai đoạn này là 2.400.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Tại sao ạ? Tại xác suất còn đến 20 triệu. Mặc dù 20 triệu có một con số, nhưng các con số nhỏ lại có tiếp 4 cặp, cho nên rơi vào... Nhưng đã đi tới đây thì chơi tới cùng. Ý kiến cuối cùng thuộc về bạn. Không chấp nhận. Một cặp nữa thôi, ngân hàng sẽ chào giá. Chọn chiếc cặp số 8. Xin mời thí sinh ngồi vị trí số 8 dự đoán. Tôi tên Nguyễn Văn Tiến, tôi dự đoán cặp số 8 là 250.000 đồng. Nếu anh đoán đúng, tiền thưởng dành cho anh giai đoạn này sẽ là 600.000 đồng. Xin cảm ơn. Bố Hằng với cặp số 8 đã sẵn sàng, chúng tôi mời bạn cho xem kết quả ẩn số bên trong. 100.000 đồng. Wow, chưa chính xác. Ngân hàng chào giá. Alo, chú Tuyên nghe. Xin cảm ơn. Ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 20 giai đoạn này là 3.500.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Một cặp nữa thôi, ngân hàng chào giá. Chọn chiếc cặp số 21. Xin mời thí sinh ngồi ở vị trí 21. Tôi Hoàng Hương, tôi đoán xin đoán cái cặp này là 15.000 đồng. Anh Hoàng Hương thân mến, nếu anh đoán đúng, tiền thưởng dành cho anh sẽ là 400.000 đồng. Cặp 21, Thúy Di sẵn sàng. 20 triệu đồng. Tại sao lại là con số như thế? Không ai muốn mà cũng không ai ngờ là như vậy. Bạn nghĩ gì? Bạn thấy thế nào? Có tiếc lắm không? Rất là tiếc à. Rất là tiếc. Ước gì bạn chọn 17 để trễ hơn một chút xíu nữa, ngân hàng sẽ chào giá cao hơn. Nhưng làm sao mà biết được? Ngân hàng chào giá. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn. Giai đoạn này ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 20 là 90.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Không chấp nhận. Thưa quý vị, bây giờ thì bạn
Đặng Huy lại tiếp tục chọn một cặp nữa. Chọn chiếc cặp số 17. Cặp số 17 sẽ được khán giả trong trường quay dự đoán. Chúng tôi sẽ mời hai khán giả ngẫu nhiên. Và nếu như quý vị đoán đúng, tiền thưởng dành cho giai đoạn này là 500.000. Xin mời phòng máy. Bốn, năm, một. Khối 4, hàng 5 và ghế số 1. Chúc mừng. Chúng tôi tiếp tục chọn khán giả may mắn tiếp theo. Khối 7, hàng 4 và ghế số 3. Chúc mừng. Và bây giờ chúng tôi xin mời khán giả dự đoán xem rằng chiếc cặp mà bạn Đặng Huy chọn là giá trị nào trong số 3 giá trị của đặng sáng đêm. Tôi tên là Đỗ Đạt, xin chọn cặp số 17 là 15.000 đồng. Tôi tên là Bích Ly, tôi xin đoán là 5.000. Thử xem anh Đạt và bạn Ly ai là người trúng thưởng. Xin mời Trà My mở cặp số 17. Hai trăm năm mươi nghìn đồng rơi vào con số thứ ba. Chưa may mắn. Ngân hàng chào giá. Alo, chú tôi nghe. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ngân hàng trong chương trình tiếp theo. Giai đoạn này ngân hàng gia định chào mua chiếc cặp số 20 với giá tiền là 10.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Khán giả dự đoán cặp 20 là giá trị bao nhiêu? Phòng máy bắt đầu lựa chọn. Khối 6, hàng 1 và ghế số 4. Chúc mừng. Chúng ta tiếp tục tìm thêm một khán giả thứ hai. Khối 4, hàng 2 và ghế số 1. Chúc mừng. Xin mời bạn hãy giới thiệu tên của mình và dự đoán cặp số 20. Tôi tên Thô, tôi đoán cặp này tiền là 5.000 đồng. Xin cảm ơn bạn. Xin mời chị. Tôi tên là Trần Thị Nhân Ái, tôi xin đoán cái cặp này là 15.000 đồng. Vâng, bạn Thu thì 5.000, bạn Nhân Ái thì 15.000. Một trong hai người sẽ có người trúng thưởng 500.000. Làm thế nào để biết cặp 20 giá trị bao nhiêu nha? Mở cặp số 24, đúng rồi. Xin mời bạn Tu Thành chuẩn bị. Kết quả của cặp 24 là bao nhiêu? Ai là người trúng thưởng? Chúc mừng bạn Thu, 500.000 tiền thưởng thuộc về bạn. Và bây giờ chúng tôi xin mời cặp số 20, bạn Quân Nhi sẽ cho chúng ta xem ẩn số cuối cùng của chương trình hôm nay. Ẩn số cuối cùng của đi tìm ẩn số lần này đó là giá trị 5.000 đồng. Nóc nhà của thế giới, đỉnh Everest, nơi đó độ cao như chọc trời, cái lạnh đến thấu xương. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Chinh phục đỉnh Everest do HTV và Lasta cùng Number One, nhà tài trợ chiến lược phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua sự phiêu lưu với những chiếc cặp và các con số. Thưa quý vị, đi tìm ẩn số do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Kiết Cường thực hiện đến đây đã kết thúc. Chương trình này được sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia đình. Xin hẹn gặp lại quý vị sáng Chủ nhật tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.
quý khán giả, kết quả cuối cùng với nhiều bất ngờ của trò chơi truyền hình đi tìm ẩn số đã khép lại tạp chí văn nghệ hôm nay. Và hẹn gặp lại quý khán giả trong tạp chí văn nghệ đặc biệt Mừng Xuân Mậu Tý phát sóng vào sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 2 2008, tức nhằm ngày 4 Tết âm lịch trên kênh 7 HTV với các tiết mục Kính Đa Trồng với tiểu phẩm Chuột Vàng, phim truyện Linh Lan Trắng tập 26, trò chơi truyền hình đi tìm ẩn số cùng nhiều tiết mục thú vị khác. Thân mến, chào tạm biệt.